Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7. Giao lưu tác giả nhân vật. Thành phố Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2018. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn sự có mặt của các cựu chiến binh C2, D7, E209, sư 7. Trân trọng cảm ơn sự có mặt và hợp tác tổ chức của tác giả Lê Hiếu. Trân trọng cảm ơn các bạn Điệp Tuấn, thành phố Hải Phòng đã tài trợ chương trình này. Hãy subscribe.
thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì tôi đang ngồi ở đây giữa một cái lực lượng của C2 Anh Hùng mà chúng ta đã theo dõi trong suốt 88 video clip của Nguyên Việt Nam chuyển thể từ hồi ức chiến trường ca của Lê Hiếu. Và ngay bên cạnh tôi là Lê Hiếu, một người thanh niên mà các bạn đã không tiếc lời khen ngợi. Và anh ấy đây, xin chào Lê Hiếu. Rất cảm ơn Lê Hiếu về buổi sum tụ này. Và bây giờ thì tôi cũng rất là muốn nhờ Lê Hiếu giới thiệu về những người anh hùng của chúng ta đến với khán giả Nguyên Hương Việt Nam. Tôi cũng biết rằng là mọi người rất chờ cái buổi hôm nay để được nghe, nhìn những nhân vật mà họ yêu mến, quý trọng và khâm phục. Vâng, xin mời Lê Hiếu. Vâng, cảm ơn Nguyên Hương Việt Nam. Cảm ơn tất cả anh em cán bộ chiến sĩ của đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 209 sư đoàn 7 quân đoàn 4 hôm nay đã tề tựu ở tại đây theo lời mời của Nguyên Hương Việt Nam để ra mắt khán giả của Nguyên Hương Việt Nam. Thế thì tôi xin được giới thiệu những con người thật của đại đội 2 tiểu đoàn 7 chúng tôi trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ năm 2000. Ở đây thì tôi chỉ nói được trong những cái giai đoạn mà tôi có mặt ở trong cái đại đội 2 của tiểu đoàn 7 đó. Đó là giai đoạn từ tháng 9 năm 1978 cho đến những cái ngày tháng cuối cùng khi quân tình nguyện Việt Nam rút quân về nước. Thì là ở đây thì là có đầy đủ toàn bộ một số anh em cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 7 trong cái giai đoạn mà khó khăn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh đó. Thế là xin giới thiệu với toàn thể khán giả của Uyên Việt Nam. Ở đây là người cán bộ đại đội đầu tiên mà khi tôi có mặt trong cái cuộc chiến tranh đó là vào tháng 9 năm 2018. Anh ấy là Phạm Bá Lịch, người đại đội trưởng mà tôi rất yêu mến, mà người đã tôi tuy rằng cái thời gian rất là gắn bó với tôi rất là ít nhưng mà lại để lại cho tôi rất là nhiều kỷ niệm. Đó là anh xin giới thiệu với khán giả, đó là đại đội trưởng Phạm Bá Lịch. Đó, anh ở đây. Xin chào tất cả các anh. Rất là vinh dự là hôm nay là Uyên Uyên đã tổ chức cái cuộc gặp mặt những anh em cán bộ chiến sĩ trong cái thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn bên Campuchia. Thì rất là tôi hết sức là xúc động và rất là bất ngờ khi nhận được lời mời của Lê Hiếu qua sự giới thiệu của Uyên Uyên. Hôm nay là tôi trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức của Uyên Uyên cũng như là cảm ơn tất cả sự đón tiếp nhiệt tình cũng như là trong cái buổi là gặp gỡ tạo điều kiện cho anh em cán bộ chiến sĩ các thời kỳ của đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 209 chúng tôi gặp nhau đây. Tất nhiên cái số lượng còn rất là đông, thế nhưng chúng ta chỉ chọn được một số, điều kiện cũng không cho phép để anh em giải khắp nơi. Nhưng cũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Vâng. Tôi xin được giới thiệu nhân vật thứ hai cũng là một trong những cán bộ tương đối nổi tiếng của đại đội 2 tiểu đoàn 7 chúng tôi. Đó là xin giới thiệu với khán giả, đó là anh Nguyễn Khắc Hồng. Đây là anh Nguyễn Khắc Hồng, đại đội trưởng của đại đội 2 tiếp theo sau khi mà đại đội trưởng Phạm Bá Lịch của chúng tôi đã bị thương, thì anh Hồng là người thay cho anh Lịch, cũng là người sau này có cái bước tiến rất là nhanh trong quân đội. Có lẽ theo như tôi được biết thì là một trong những người tiến gần như nhanh nhất chỉ trong có mấy tháng thôi mà anh ấy từ một chiến sĩ vận tải rồi lên đại đội phó đại đội 1 rồi lên đại đội trưởng đại đội 2 rồi lên đến tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7. Chúng tôi chỉ có mấy tháng thôi, rất là nhanh. Để xin giới thiệu với tất cả khán giả của Nguyên Việt Nam, đây anh là anh Nguyễn Khắc Hồng. Anh vợ thật chào các anh chị, tôi hôm nay cũng rất xúc động và vui mừng được đến dự cái buổi gặp mặt rất là ý nghĩa như thế này. Và có lẽ là từ ngày rời khỏi quân ngũ đến nay thì có nhiều cái cuộc hội ngộ rồi, nhưng mà có lẽ cái cuộc hội ngộ này là nó có ý nghĩa nhất, bởi vì nó mang cái tính chất là
trong cái đội hình của một cái đại đội, và chúng ta có những cái năm tháng máu lửa nhất của chiến tranh bảo vệ biên giới và của chiến tranh giải phóng bạn ở đất Ca. Thì bây giờ nói nhiều thì tôi cũng chẳng biết nói cái gì nhiều, thì xin chân thành cảm ơn các anh các chị đã tổ chức một cái buổi gặp mặt này, và chúc tất cả mọi người là đầy sức khỏe, đầy tâm huyết trong cuộc sống thì đạt được nhiều cái thành công. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn anh Hồng. Tôi xin được giới thiệu nhân vật thứ ba, đó là anh Đinh Xuân Phượng, người đại đội trưởng thứ ba tiếp theo của anh Hồng, sau khi anh Hồng lên làm tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 7 thì anh Đinh Xuân Phượng là người cũng gắn bó với tôi một cái giai đoạn rất là dài, mà người anh mà tôi rất là yêu quý, rất là yêu mến, luôn trân trọng những cái kỷ niệm, những cái tình cảm của anh ấy dành cho cá nhân tôi, cũng như là những cái thành tích mà anh ấy đã đóng góp cho đại đội 2. Để xin giới thiệu với tất cả khán giả của Nguyên Việt Nam, đây là anh Đinh Xuân Phượng. Xin với tất cả các anh trong việc nhất là trong cái công việc trong chiến tranh, thì anh em tôi thì nói chung là cũng là đến giờ phút này thì cũng là có là người kẻ mất người còn. Thế thực tế là trong lúc này thì nói chung là cái khu quân viên mà trong cái tiểu đoàn 7 của trung đoàn 29 của C7 thì nói chung là cũng là nó lan rộng, nó dài nhiều, nhưng đây là tổ chức là trong cái tiểu đoàn 7 và cái C2 thì tức là đã được hai anh hùng trong cái thời kỳ tức là làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ tức là giải phóng cho đất nước bạn. Thì trong cái công tác tức là thời gian mà anh em tôi nó thực tà đó là mà từ khi bắt đầu mà anh em tôi là trong cái công tác là làm cái nhiệm vụ thì có một số nghĩa là anh em cũng như là các ông anh em đã giới thiệu mà đã biết ông Lịch, ông Hồng, tôi là trực tiếp tức là cái làm nhiệm vụ của đại trưởng đại đội 2 là thời gian cũng tương đối dài, mà trong đó là tất cả anh em còn lại đây như là trong lúc đó thì thực tế là cũng qua các cái thời kỳ của các trong cái đại đội thì có Lê Hiếu đây, cái rồi là Thi làm trong công tác tức là ban đó là liên lạc của đại đội chuyển qua các thời kỳ của các ông, sau đến tôi là dài nhất. Thế thì trong cái việc đó thì nó có cái là thôi thì cái công tác tức là bây giờ xong cái làm nhiệm vụ biên giới thì nói chung là làm từ làm nếu mà đúng ra là biên giới là ông Hồng ông Lịch là biết mấy các ông đây là biết rồi, từ năm 76 cho đến khi năm 80 thì bắt đầu lúc đó bắt đầu mới hoàn thành nhiệm vụ tức là biên giới Tây Nam là rút quân về đất Việt. Thế cho nên là cái đó là nó đồng thời thì nó tương đối dài. Tôi nói thật nhưng mà nhiều lúc tôi vẫn ngồi anh em cứ ở nhà tôi vẫn tham khảo một số anh em là làm công tác tức là đi làm công tác nhiệm vụ. Thì chính ra là vừa rồi là muốn có cái giải quyết một cái số chế độ của 42 chế độ 62 thì tôi bảo bây giờ thì tôi trong là hai giai đoạn thì tôi mới có hỏi, tôi bảo thế bây giờ các ông làm một cái chế độ 42 với chế độ 62 thì bây giờ tôi hai cái giai đoạn như thế, tôi chống Mỹ có thế chống biên giới Tây Lan có, thì bây giờ các ông giải quyết cho tôi như bây giờ đi ra. Thì xong các ông bảo bây giờ thì bây giờ ông là ý kiến của ông thì chấp thuận. Thế nhưng ngược lại bây giờ cái chính sách là chỉ có được có một chế độ thôi, ông hưởng chế độ nào chỉ có một cái thôi đấy, chứ không có hai chế độ. Tôi làm 6 năm trong quân ngũ mà hai thời kỳ tức là chiến tranh chống Mỹ chống Pháp, hai lần cũng giải phóng thành phố tất giải phóng Sài Gòn xong đấy, xong bắt đầu lại tiếp tục điện biên giới để làm giải phóng thủ đô Hồ Chí Minh xong đấy, chỉ còn có cái là làm công tác tức là đi làm nhiệm vụ là ấy của 41 thôi, chứ không có cái gì bầu là nó còn ghê gớm gì nữa. Thế sau có thì về đời thường thì nói thật bây giờ là chúng tôi cũng về là ở nhà cũng tất cả những anh em, một số anh em thì còn làm công tác tức là tham gia, thế còn như tôi thì bây giờ về đời thường là cũng ở nhà thôi, cũng không có làm cái gì cả. Thế thì chân tình hôm nay thì xin báo cáo tất cả nguyên nhân chi với tất cả các anh thì là công việc của tôi thì báo cáo như thế này hết. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các anh. Vâng,
Cảm ơn anh Phượng. Em xin giới thiệu nhân vật nữa của đại đội 2 chúng tôi. Xin giới thiệu với khán giả của Vivin, đây là anh Nguyễn Trung Lâm, người trung đội trưởng cũng gắn bó với tôi. Xin giới thiệu với khán giả Vivin Việt Nam, đây là một người đồng đội của tôi, cũng là người có được tôi tái hiện lại trong cái tác phẩm của mình, trong cái hồi ký ức của mình. Anh ấy là một trung đội trưởng rất là dũng cảm trong chiến đấu, và người được tôi nói rất kỹ, rất rõ trong cái trận ở ngã tư đường tàu. Anh ấy là Hoàng Duy Thi, người B trưởng, rất là dũng cảm, mà tôi rất là ngưỡng mộ, rất là khâm phục anh ấy, mà cũng rất là yêu quý anh ấy. Từ khi còn trong đơn vị cũng như ngày hôm nay, chúng tôi vẫn có những cái cuộc giao lưu, anh em vẫn gặp gỡ. Thế là hôm nay nhân tiện trên trang Nguyên Việt Nam thì anh Thi có vài lời gửi tới các bạn trên trang, mời anh. Kính thưa các anh, các chị, bản thân tôi là rất tự hào, rất sung sướng được gặp mặt các anh trong đơn vị đại đội 2 tiểu đoàn 7, là tôi cũng rất tự hào, tôi mừng lắm. Mà buổi gặp mặt hôm nay là tôi gặp rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay là rất có ý nghĩa. Đấy, nhưng tôi rất tự hào, mà chỉ có tình cảm anh em trong chiến tranh tạo hóa cho nhau mới có được như hôm nay. Thì tôi không biết nói hơn, rất là sung sướng. Còn bản thân tôi thì nó cũng ở đơn vị là cũng rất là lâu dài, mà tham gia trực tiếp chiến đấu rất là nhiều, mà tôi rất gần chỗ anh Hồng, này, anh Linh, này, anh Quân đây, mà chỗ anh Hiếu trực tiếp rất gần gũi nhau, mà liên tục ở đơn vị trong những năm tháng đại đội 2 tiểu đoàn 7 là bảo vệ biên giới phía tây nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ các biên giới Campuchia. Nó rất nhiều gian khổ và vô cùng khắc nghiệt, mà tôi rất tự hào hôm nay nói đúng ra là tôi rất xúc động, mà muốn chảy mắt mà gặp được các anh. Đấy, cả anh Hồng, Hải Phòng, anh coi bản thân tôi như anh em ruột, mà chỉ có chiến tranh mới có được cái ruột đó. Thì tôi rất xúc động. Hôm nay thì chỗ anh Hiếu cái tổ chức buổi gặp mặt anh em để ôn lại những cái lịch sử và những thành tích của đại đội 2 anh hùng ngày xưa, thì tôi rất tự hào, không biết nói gì hơn. Chúc sức khỏe cho anh chị có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe và thành nhạc. Cảm ơn anh. Vâng, một nhân vật nữa tôi xin được giới thiệu với khán giả của Vivin Việt Nam, một nhân vật nữa có lẽ không thể thiếu được, cũng là một người anh mà tôi cũng rất là yêu mến anh ấy. Thế nhưng rất tiếc là trong cái cuộc chiến anh ấy thì lại với tôi gắn bó nó quá ngắn. Bản thân anh ấy thì là sau này anh ấy bị thương ở trận bên cánh trái của núi Nô Viên. Anh ấy chính là anh Nguyễn Hồng Quân. Xin giới thiệu với khán giả người Việt Nam, đây là anh Nguyễn Hồng Quân, người anh có đống rơm của tôi đây, nhà có đống rơm của tôi. Anh chào khán giả, xin chào toàn thể của mọi người, rất là vui, rất là xúc động vì được gặp mặt thầy bộ giao lưu với buổi cùng các đại giả như thế nào. Thì tôi có một vài lời như này thì báo cáo với các đồng chí và các bạn là như này. Tôi thì là một lính bình thường thôi, thì là tôi là không phải là người trực tiếp cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận. Thế nhưng mà lại là một nhân vật rất quan trọng. Nếu không có tôi thì cũng những người dân viên chúng tôi cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Tôi có cái nhiệm vụ là về phụ trách về hậu cần, đồng thời làm thế nào để anh em được có chiến tranh, chiến tranh và chiến đấu, chiến đấu trong chiến tranh ác liệt ấy vẫn đảm bảo vấn đề là cơm ngon canh ngọt, mà là cơm nóng những cái nóng chứ không phải là cơm vắt cơm nguội gì cả. Đấy, thì chúng tôi lúc bây giờ thì tôi cũng chỉ có một cái là đến làm thế nào tâm nguyện của tôi để làm thì mỗi người một công việc, quân đội đã giao cho mỗi người một công việc thì là mình thi hành đúng, được người làm tốt cái công việc của mình ra. Thế thì tôi được giao cái nhiệm vụ là chăm lo cái dạ dày của anh em, đồng thời là chăm lo về cái cơ số đạn trong trong trận đánh, mỗi một đồng chí là cơ số đạn bao nhiêu là tôi đảm bảo
Thế thì đã cứ như thế là hoàn thành nhiệm vụ là phải, nhưng mà không may cho tôi là mặc dù ở tuyến sau đấy, nhưng mà không may trong cái trận phục kích thì cả tôi không may là bị thương rất là tiếc. Mà đến năm 7 cuối tháng 2 năm 79 sau giải phóng Hồ Quanh thì tôi là người rời khỏi đơn vị đoàn đội 2 là gần như là cuối cùng của số anh em cũ. Đấy. Thậm chí là có những trận báo cáo với đồng chí với các bạn như này, có những trận chiến đấu rất là ác liệt như thế mà bản thân chúng tôi như thế đã đạt được 2 thôi được. Kể cả tăng cường ở trên trung đoàn xuống là 54 người, nhưng đến tầm 6 giờ tối còn có 7 người. Thì báo cáo những 7 người rồi, hiện tại đây là có 3 người. Tôi, đồng chí Lâm, đồng chí Lịch, 3 người. Đấy. Còn đâu là anh em là cứ rơi vãi, người đi chơi người bị thương. Cho đến bây giờ nhiều khi tôi nhắc lại, vẫn cứ nhắc lại cái ngày trận mùng 9 tháng 7, năm 78. Đấy, vẫn nhắc lại. Trận đấy. Đấy. Cho nên là đến bây giờ còn nhìn thấy anh em như này là mừng lắm. Rất là mừng, mặc dù là sau khi ra đời được rồi, mỗi người ở một nơi nhưng mà anh em tôi vẫn tụ tập với nhau được nghe, vẫn liên lạc nhau này, quá mừng. Thế thì nhân cái buổi giao lưu này thì không biết nói gì hơn. Tôi xin cảm ơn về đơn vị Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ quý vị khán giả trên mọi miền của đất nước, của thời nào cũng cảm thấy anh em đồng đội cũ. Tôi xin cảm ơn. Rất cảm ơn anh Tuấn. Vâng, tôi xin giới thiệu với khán giả của Uyên Việt Nam một nhân vật cũng không thể thiếu được, đó là anh Nguyễn Xuân Đào. Anh Đào là cán bộ của đại đội 1, một đại đội bạn đã từng gắn bó chiến đấu cùng đại đội 2 trong trận 12/12/78, khi đại đội 2 chúng tôi gặp một cái lực lượng địch cực kỳ mạnh, mà trận đó là anh Phạm Bá Lịch của chúng tôi đã bị thương, đại đội trưởng của chúng tôi đã bị thương. Thì cái người đồng đội của cái đại đội 1 lên vận động lên để mà chi viện tăng cường cho đại đội 2, trong đó có anh Nguyễn Xuân Đào. Anh Nguyễn Xuân Đào sau này được phát triển để trở thành một sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam. Thế nhưng mà đối với chúng tôi, anh vẫn là anh Đào của đại đội 1 ngày xưa. Xin giới thiệu với khán giả, đó là anh Nguyễn Xuân Đào. Đây là anh đây ạ. Vâng, mời anh. Vâng, xin chào tất cả các đồng chí của Trung đoàn Việt Nam. Hôm nay tôi cũng được Lê Hiếu mời đến đây để giữ một cái buổi gặp mặt mà ôn lại cái kỷ niệm ở trong những năm ở chiến trường. Đến nay là cũng còn cái người mất, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn luôn luôn là giữ được cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Về bây giờ mỗi người một nhiệm vụ, nhưng mà phải nói là anh em được gặp nhau. Đặc biệt ôn lại, tôi đọc những cái hồi ký của Lê Hiếu, tôi cảm thấy rất là xúc động và nghĩ lại những cái lúc anh em mình một điếu thuốc có thể là 5-6 anh em mỗi người một hơi, hoặc là miếng cá khô bẻ ra mỗi người một miếng. Nhưng bây giờ về đời thường, nhưng mà anh em chúng tôi gặp nhau rất là thấy những ôn lại những cái kỷ niệm đó chúng tôi rất quý. Và nhìn lại bây giờ cuộc sống của mỗi người thì lính chúng tôi luôn luôn là làm sao giữ được cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, và trong những năm ở chiến trường đến bây giờ về gặp nhau được tay bắt mặt mừng, và đặc biệt được đến gặp nhau này là chúng tôi rất quý. Đấy thì mong thôi chúng tôi cũng chỉ còn nhớ lại những cái thời kỳ chiến tranh mà anh em sống chết gặp nhau và giúp đỡ nhau. Đặc biệt là tôi cũng nhớ lại cái trận đó, sau khi được lệnh của tiểu đoàn là phải lên để chi viện cho đại đội 2 để lấy lại cái chốt, và đặc biệt là khi mà chúng tôi đã lấy được lại thì sau khi bọn buôn bốt là chúng nó đã vào trong hào của chúng ta, là thu được tức là 6 khẩu súng, và trong đó có 6 tên là một lính buôn bốt, thì trong đó có 2 là nữ, gọi là lính của buôn bốt nữ, tức là chúng nó đã vào, chúng nó lấy cương nắm, và đồng thời là chúng ta thu được tức là 6 khẩu súng của chúng nằm ở trong hào của chúng ta, và chúng ta cũng đã lấy lại được chốt. Và từ lúc đó là hoàn thành nhiệm vụ của trên, thì chúng tôi thấy được như là các lại kỷ niệm trong các cái trận chiến đấu ác liệt thì anh em chúng tôi gắn bó với nhau và
đến bây giờ về đời thường chúng tôi cũng vẫn là luôn luôn là gặp nhau và trao đổi tình cảm với nhau. Thế thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, tức là xin cảm ơn Lê Hiếu và xin cảm ơn anh em hôm nay có buổi gặp mặt hôm nay để chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm trong cái cuộc đời chiến tranh ở biên giới chúng ta. Thực sự giúp bạn là tự giúp mình trong cái cuộc chiến tranh đó. Xin chào, cảm ơn. Cảm ơn. Một nhân vật nữa tôi muốn giới thiệu đến Uy Viên Việt Nam, một người lính đàn anh của chúng tôi. Một người lính này thì không thể thiếu được trong đội hình của tiểu đoàn 7, không thể thiếu được. Anh đấy là anh Nghiêm Xuân Mậu, người lính trinh sát của tiểu đoàn 7. Xin giới thiệu với các bạn, đó là đây là anh Nghiêm Xuân Mậu. Vâng, anh có vài lời nói. Xin chào các bạn, chào tất cả anh em đồng đội. Tôi trong quân ngũ thì nói thật với các bạn là rất nhiều cái kỷ niệm vui có, buồn có. Nhưng ngày hôm nay thì tôi rất cảm động, vì ngày hôm nay là một ngày mà chúng ta ngồi đây ôn lại lịch sử trong các trận chiến đấu của bên đánh nhau bên Campuchia. Thì nói thật mà nói, tôi có những lúc về nhà ngồi ngẫm lại những cảnh mình đã đi qua mà ứa nước mắt, khi trước mặt mình các đồng đội từng ăn ngủ với mình, hy sinh trước mắt mình mà mình không làm gì được. Cho nên có những lúc nói thật với các đồng chí là nằm ở nhà, ngồi ở nhà nhớ các đồng đội quá mà khóc một mình, nhưng không thể nào nói lên được những cái lời, những cái tâm của mình nghĩ về các anh em mà đã từng ăn với mình cùng một mâm, uống với mình từng cái bi tông lướt một và trải qua từng chiến dịch, mà nay mình còn, các đồng chí mất, các đồng chí đã ngã xuống ở chiến trường và không biết đến giờ phút này tất cả những đồng đội của tôi, của bê tôi không biết là đã về quê chưa hay là vẫn nằm rải rác ở các nghĩa trang của bạn cũng như của đất nước mình, thì rất là ấy. Chưa biết được là đến lúc nào đấy, thì có những lúc gia đình các bạn ấy sẽ lừa các bạn ấy về nhà để tụ họp với gia đình. Còn đến bản thân tôi thì cũng ước ao làm sao mà liên hệ được với tất cả các đồng đội và các bạn của tôi đã hy sinh, các gia đình đã có người con hy sinh, để chúng tôi đến có một nén nhang thắp cho các đồng chí tại gia đình. Đấy là cái ước nguyện của tôi. Nhưng đến nay tôi mới chỉ đến thăm được hai đồng đội, thế còn lại một số nữa thì chưa được, chưa có điều kiện, vì chưa tìm thấy các gia đình các đồng chí. Nhân tiện đài đấy thì tôi cũng có những lời gọi là mong muốn làm sao các đồng chí và các gia đình mà có những đồng đội của tôi hy sinh thì lên liên hệ với chúng tôi. Với bản thân tôi là Nghiêm Xuân Mậu, bên trinh sát của tiểu đoàn 7 E209 sư đoàn 7 quân đoàn 4. Số điện thoại của tôi 0945689557. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn đài cũng như cảm ơn các đồng chí đồng đội của tôi hôm nay có mặt tại đây. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Vâng, như vậy là màn chào hỏi của chúng ta cũng đã bắt đầu cho chương trình, và tôi cảm thấy là không khí ở trong phòng không như là anh Lê Hiếu lo ngại. Như là anh Hiếu thì rất là ngại là khi mà các chiến sĩ lên hình thì sẽ là gọi là hơi cóng một tí.
hồi ức của anh Hiếu đã lấy rất là nhiều nước mắt của khán giả, và đồng thời cũng lấy của tôi cũng không ít nước mắt và sức lực khi mà truyền tải cái hồi ức này. Bởi vì tôi gần như là sống cùng với anh, chia sẻ và đồng cảm giống như mình là một nhân vật trong đó. Thế và hôm nay thì khi mà giới thiệu từng người một thì một cái gì đó của người đó cũng là nó trỗi dậy ở trong tôi. Khi mà tôi cầm máy để quay đặc tả thì có những lúc mà cái tay máy nó rung lên thì cái hình ảnh nó sẽ không được đẹp nữa. Có rất là nhiều những cái đoạn mà nó rung lên như vậy. Khi mà anh Hiếu nói về một người mà anh giới thiệu gần chót ấy, đó là anh Quân. Về và tôi hiểu vì sao mà trong cái hồi ức của anh Hiếu nó không giống với tất cả những cái hồi ức của những người cựu chiến binh khác mà chúng ta đã từng đi cùng. Đó là có rất nhiều dòng, có rất nhiều đoạn nói về những người anh nuôi, tả về những người anh nuôi. Và tôi nghĩ rằng cái đại đội 2 có được nhiều thành tích như vậy thì có một cái câu là ăn no đánh thắng, thì tôi nghĩ rằng có một cái công rất lớn của cái người anh nuôi. Người chiến sĩ không những không phải lo lắng về cái miếng cơm manh áo của mình, nhưng họ cũng cảm nhận được cái sự chăm sóc của người anh nuôi, và vì thế mà người ta trách nhiệm hơn. Rồi khi mà tôi giới thiệu đến anh Hiếu, anh giới thiệu đến anh Phượng, tôi nghĩ rằng đó là một người cao lớn mà trông rất là hầm hố. Bởi vì tôi nhớ cái câu là này thì nhầm này, này thì đánh lính của ông này và những cái của anh ấy. Nhưng mà không ạ, anh ấy trông rất là hiền, rất là nhỏ nhắn thôi ạ. Chắc ngày đấy rồi còn gầy nữa thì vâng, lêu lêu và tóc lại còn xoăn xoăn nữa. Anh tóc xoăn. Tôi còn nhớ tình tiết là khi mà có về điều tra thì lập tức là cái tóc xoăn râu rậm biến mất và anh ấy cũng biến mất đúng không ạ? Vâng. Tức là không tìm thấy được cái vâng. Dạ. Hay là anh Lịch thì tôi như nhìn thấy khi mà anh ấy nói rằng là pháo dứt thì là mình phải xung phong ngay. Qua những cái hồi ức của các cựu chiến binh thì tôi cũng biết rằng là ban đầu là pháo là gọi là triệt phá cái trận địa, sau đó là bộ binh của địch sẽ lên, và mình cũng dùng cái chiến thuật đấy, mà địch thằng nào cũng dùng cái đó cả, nhưng mà ai là nắm được thì người đó chế ngự được. Và anh Lịch là người biết rất rõ cái điều đó, cho nên anh Lịch có dặn anh Hiếu là pháo dứt thì nhảy lên ngay. Và vì cái nhảy lên sớm hơn một nhịp, cho nên là anh Lịch đã bị thương vào chân. Và mặc dù bị thương vào chân nhưng mà anh ấy vẫn quyết tâm là vẫn triển khai cái trận đánh đấy, chứ không chịu dừng lại cho đến khi mà anh ấy xỉu đi và anh Hiếu buộc phải vác anh Lịch quay ra. Và khi mà vác anh Lịch quay ra thì tôi lại nhớ đến cái tình tiết là những anh lính vận tải đã không muốn mang một thương binh đã xỉu rồi mà muốn mang một tử sĩ đồng hương với mình ra. Nhưng lúc đấy thì anh Hiếu, mà một khán giả của ta đặt là Hiếu đầu gấu đấy ạ, thì anh Hiếu cũng đã rất là đầu gấu, tức là phải kiên quyết chấn áp cả lính vận tải để đưa được thủ trưởng của mình ra ngoài. Và chính hành vi đấy của anh Hiếu tôi nghĩ là rất là kịp thời, đã đưa được một thương binh trở về thành một công dân bây giờ. Có lẽ là cứ từng người một dẫn đến trong tôi những cái cảm xúc mà tôi tin rằng là khán giả có lẽ cũng như vậy. Nhưng vừa rồi thì có một thành viên của Win Việt Nam có thắc mắc là anh Hiếu khi giới thiệu không giới thiệu, tức là có thể là cái cách giới thiệu trịnh trọng của anh Hiếu, họ tên đầy đủ và chức danh, thì đôi khi khán giả lại không mường tượng ra được đó là nhân vật nào. Ví dụ như là anh Vinh, một người mà rất ít nói, ngay trong cái buổi hôm nay anh chỉ nói rất bé và rất ít, nhưng tôi biết là đấy là một người mà rất là ghê đấy. Và các bạn thì biết anh ấy qua cái tên là Vinh Lùn. Còn một người mà tôi cũng rất là muốn nhắc đến đó chính là anh Hồng, một người mà tôi nghĩ là khán giả của Win Việt Nam cực kỳ hâm mộ và tha thiết, đến mức mà một khán giả của Win Việt Nam đã xin địa chỉ để đến đưa anh Hồng từ Hải Phòng lên đây. Và chúng ta cũng cảm ơn bạn ấy là đã để cho bác Hồng là giảm được một cái vất vả đường xa và tới được với buổi đấy. Đấy là khán giả Tuấn Nguyễn của chúng ta. Hôm nay bạn ấy lên đây không chỉ có bạn ấy mà bạn ấy còn có cả vợ bạn ấy nữa. Bạn ấy đâu ấy nhỉ? Vâng.
À, bạn ấy đứng ở góc. Vâng. À, tôi có lẽ tôi mời bạn lên trên này để... Thôi có lẽ là tôi sẽ chụp một cái ảnh bạn đứng ở góc kia. Mà tôi mới gặp một chút từ sáng nên từ nãy giờ tôi cứ nghĩ đấy là nhân viên phục vụ cơ đấy. Trông cũng đẹp trai như nhân viên phục vụ. Một người mà tôi đặc biệt vừa như các bạn vừa nói đó là anh Hồng. Thì ở đây người tôi nghĩ là trận chiến đấu mà thắng được hay không, chiến dịch có thắng được hay không là do những trận chiến đấu nhỏ có thể sẽ thắng, nhưng những thiệt hại lớn hay bé thì do những cái người mà chỉ huy cấp thấp, cấp đại đội, cấp tiểu đoàn và lớn hơn là trung đoàn. Thì ở đây anh Hồng có lẽ hội tụ đầy đủ những cái tính đó, tức là cái qua suốt cả cái hồi ức cho đến khi mà anh Hiếu ra quân thì anh Hồng lúc đó vẫn là ở một cái cương vị ở tham mưu của trung đoàn. Tôi vẫn thấy là anh Hồng hình như cũng có một cái rất là hơi cứng rắn đối với anh Hiếu. Anh Hồng vẫn muốn là anh Hiếu phải tự đi trên đôi chân của mình, mặc dù là anh Hồng là người bài binh bố trận rất giỏi, cho nên là cái đại đội của anh ấy đi từ cái thắng lợi này đến thắng lợi khác, có thể dùng cái từ như vậy được. Và cái thương vong thiệt hại của đơn vị thì giảm, gọi là từ của các anh dùng là hiệu suất chiến đấu cao ấy. Thì đấy là một cái phần công rất lớn ở anh Hồng. Và có lẽ cũng vì cái đó cho nên là cái đi lên của anh ấy cũng khá là nhanh. Nhưng mà vẫn quan tâm đến đại đội 2. Và cũng vẫn rất là có một cái đoạn đấy mà xuống đại đội 2 mà khi mà cái cậu liên lạc của mình bị đối xử một cách không được ngon lành lắm là anh Hồng anh cũng thể hiện thái độ. Nhưng tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng nếu như mà anh Hồng quan tâm hơn đến anh Hiếu một cách đừng bắt anh ấy phải cố gắng đi trên cái đôi chân của anh ấy trong khi cái đầu anh nó quá nóng như vậy, thì biết đâu anh Hiếu liên lạc của mình bây giờ cũng ngồi ở đây với vị trí đại đội trưởng chẳng hạn. Thôi đấy cũng chỉ là cái cảm tính cá nhân thôi, và tôi cũng nói hơi nhiều rồi. Và bây giờ thì theo yêu cầu của khán giả thì các đại đội trưởng, các bạn của anh Hiếu, những nhân vật của chúng ta, những người anh hùng của đại đội 2 anh hùng, xin hãy chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình vào thời hậu chiến, tức là thời hòa bình đấy ạ, tức là bây giờ đấy ạ. Ông nào thì đang trông cháu, bác nào thì đang làm chủ tịch hội cựu chiến binh, bác nào thì là khán giả của Uy Nguyên Việt Nam, và có rất là nhiều bác không hề biết đâu ạ, không hề biết. Và xin mời các bác ạ. Bác nào nói thì cầm cái này ạ. Tôi xin chào tất cả khán giả. Tôi là Phạm Bá Nịch, nguyên là chàng trai cậu rẽ. Tôi rất vinh dự là khi làm công tác nhiệm vụ quốc tế thì tôi là đại đội trưởng của đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 29, sư 7 quân đoàn 4. Chứ còn trước cái đại đội 2 còn nhiều nữa. Nhưng cái thời điểm mà tôi làm đại đội trưởng thì hầu như tất cả các cán bộ chiến sĩ có mặt ở đây. Và cũng rất là vinh dự, và rất là tự hào những hòn sỏi còn sót lại sau cuộc chiến. Bởi vì trong cuộc chiến chúng ta không nói hay được, nơi hòn tên mũi đạn trốn chiến trường, đồng đội tôi người còn người mất. Thế thì khi chúng tôi làm nhiệm vụ quốc tế, lúc ấy là nghĩa vụ giúp bạn cũng là giúp mình, giúp chính đất nước mình. Cho nên với cái tinh thần của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, tất cả anh em đồng đội chúng tôi làm hết trách nhiệm của một chàng trai thời chiến đối với đất nước quê hương. Thế thì trong cái cuộc chiến thì người còn người mất, nhưng rất may ở chúng tôi là một khi cái tình cảm anh em đã trải qua máu lửa, trải qua những nỗi đã được nở thử vàng, thì về cuộc sống đời thường anh em chúng tôi là vẫn thường xuyên là liên lạc với nhau, và hầu như có những cuộc hội ngộ không nhiều thì ít, và để động viên nhau trong cuộc sống đời thường. Thế thì sau khi bị thương
tôi là người bị thương đầu tiên, bị loại ra khỏi cuộc chiến. Và chính liên lạc của tôi là Lê Hiếu đây. Tôi đã nói với cả tất cả mọi người, đời tôi là sinh ra lần thứ hai trên đời. Một lần là không biết khi bố mẹ tôi sinh ra, mẹ tôi sinh ra tôi thì không biết ai là người đỡ đẻ. Nhưng mà khi tôi bị thương ở Lê Hiếu đưa tôi từ trong trận địa ra, là người nữ nam hộ sinh thứ hai đẻ cho tôi có hiện diện bây giờ. Và tôi có cuộc sống bây giờ, có vợ, có con, một gái, một trai, hai cháu nội, hai cháu ngoại. Và cũng rất là vinh dự bây giờ là các cháu nó phong cho vợ tôi là hiệu trưởng trường tư thục mầm non, tôi là hiệu phó. Thế mà cứ mong mãi đến 20 tháng 11 mà ngày hiến trương quốc tế các nhà giáo mà chả thấy các con phong bì mà cũng chả có hoa. Thôi thì tất cả vì tương lai con em chúng ta, cũng mong này mình làm tốt trách nhiệm chỉ sợ các cháu là nó đuổi việc. Thế tôi về này cũng rất lo. Xin cảm ơn tất cả các chị và chúc cho Uy Linh ngày càng phát triển và tạo mọi điều kiện cho các đồng chí cựu chiến binh khác có những dòng hồi ức càng ngày càng hay. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Dạ.